Tại bà sân bị che chồng cái kia nó còn mẹ nạ miên đấy đấy bông cho người thay kia ba trong chuẩn bị bạc bông chắc nó bông này ôi xong rồi tam đã miên ở tiêm tia ấy lưng ấy đây còn mà ăn chân dân cho cha kia nó phơi chẳng nó đó lâu ngày thẻ mồi chúng ta làm lấy à cái nạp vào mồi 500 nâng stock nâng bán thế là làn nâng nhóm mà tăng thằng lan nâng tầm lai màn tê bờ ơi cùng nhóm tại lo bốc phi khỏi nhưng mới coi dạng mày ngủ bốc họ bị ngồi cút lan âm chi đó mọi người mà cha được dẫn ngôi nhà mình tao thấy bà bong sợi pin này cứ bà chia bà có rụng dân chung một cái bà đại mà cha được dẫn cứ bong sợi mà bị áo xo nâng đàm đông bà បាទអនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តទស្សនិកជននិងយមនឹងតាមដានរកការផ្សាយផ្ទាល់របស់អង្គភាពសាព័ត៌មាន SBM Live បាទតាមក្នុងវេលាម៉ោង 24 នាទីចំនឹងថ្ងៃទី 13 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2022 បាទដោយមានករណីគឺគ្រោះអ្នកចរាចរណ៍បាទរវាងកង់ 3 ជាមួយនឹងរថយន្តបាសស្រីទំនើប MAC MG ពណ៌ ស មួយ គ្រឿង បាទដល់រថយន្ត កង់ 3 ឥណ្ឌាបាទ ពណ៌ ស មួយ គ្រឿង នោះ បាទ đời mình cả cuộc hà đời chẳng quên làm không làm được rồi mà cha bà chẳng là thật vun mà âm chi có so một cương nghi vấn là còn mình cả cuộc hà nó phải càng cao bà chẳng quên làm không không này bà dương là cái lệnh ông mới sẽ lại lệnh thật vun bà mà âm chi gì tìm được có so một cương nghi vấn là mình kẹo sẽ lại lệnh nông quên pi bí đập dũ học cốt là xôn pi bà nông quên pi bí đập dũ học xuất học cốt là xôn pi bà hạ chỉ sai bà bay đi á và sau khi kia rồi mới có quạt một đạo phơi nít bật cay rồi mới có làm một đạo phơi nít bật cay còn bay đi mà trăng mà có bàn phá hay rồi mới cái dạng này dùng toàn năng tế bay một chút này chôn bạn đó bàn đằng quạt miền thầm nó cứ còn bay đi và để quạt bàn bạc bò một đó chúng nó chỉ trăng lại cả hai nít và cứ bàn bốc trong bị cay ở rập chôn mà âm chi ở dưới tầm nước quạt xong cái đường nó bạc bị cay ở bên nào mình cả khối hạt bà từ lơ rụn mà chấm hiên hàng đam đây bà này hàng cày bà này hàng cày nữa bờ này hàng cày bà chấm nên cả phong hay là chấm hiên hàng đam phong bà đã xa cả khúc hà nữa bà cầm quật này hàng cày bà giang phải chấm hồng phong này bà cụt rụn là có năng cứ cầm quật tại mà đâu phải mà tụt này chôn mà thì mà khơi hái bà hôm nay ai còn bây giờ đi qua dương với mà còn khô cạn mình và tích đáy và có gian được nóm được như ra và này hàng mục và cầm quật càng mà cắt bu càng bay đi và đôi chi này hàng mục nơi trong hiện hàng chuối đáy và đi cứ cầm quật ba lần ruồi nhầm đó mà càng bay bọc quật lần ruồi và những bạn khơi nhé thằng càng bay bọc quật nó cứ bạn ruồi từ hàng cày đem đó và hay là ca nằm nó sai và việc kỳ tiền song hàng với bà dương toàn nâng tê thả cột thức ca đọc sai kia đòi mình cắt sân tượng như thế là đòi mình ca đầm nó sai cứ song sầm nón rư mùa cờ chẳng nè bà bà dương ấp đăng thác quạt bạc bò vì tự đai na mò vì tự đai na đây phải mà tôi sẽ chôn bà quạt bàn vừa đầm na một nó kỳ tăng lại cả hạn đi bà cứ cô spin hong cọc bịch bạn đã chật nâng lời lạng tới cọc bịch như cảm đoán mà đi rồi mà tôi sẽ chôn mà nó chật nâng spin hong cọc bịch và nâng lời lạng mà lời lạng cho trong cọc bịch mà cài nâng spin nâng và tôi mục nâng club DOA mà tôi mục nâng club DOA và đợi cả này cô nạn trả cho rồi viên con bay anh đi bỏ xo một kriêng mà bà bạn ba một ba trăm rôn là gì tầm nợ po so mà âm chi và đòi miền bắc là lệ phnom penh pbw học cốt nằng son pi bạn bạn ba trăm này bị cay và chẳng phải hơn là bản nào miền cả khô khan nữa và giang nằm hôm nay và chúng lại còn bên đi nữa khô khan và chẳng phải hơn này và cứ lặng ruồi
ទៅខាងក្រោយតែម្ដងបាទឡើងរួចទៅខាងក្រោយតែម្ដងបាទយើងមកកលែកមើលស្លាកលេខកង់បេនឌីបាទដែលបានបើកទៅប៉ះទៅលើរថយន្តម៉ាក MG វិញបាទ MG វិញបាទមានពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 1HS96-37 បាទភ្នំពេញ 1HS96-37បាទដល់គាត់បានធ្វើដំណើរមកដល់ចំណុចនេះគឺបានប៉ះទៅលើរថយន្តហ្នឹងបាទអូនេះធ្លាក់កាំងធ្លាក់អីជំរឿនខាងស្ដាំដៃប្រិមត្តសនិជនបាទការខូចខាតទៅលើរថយន្តហ្នឹងពេញចំហឹងតែម្ដងប្រិមត្តសនិជនបាទខូចខាតទៅលើរថយន្តហ្នឹងគឺយ៉ាងពេញចំហឹងតែម្ដងបាទយើងបានឃើញជាក់ស្ដែងបាទរថយន្តរបស់គាត់ហ្នឹងគឺខូចខាតយ៉ាងពេញចំហឹងបាទហើយគឺបាទមិនតាន់ឃើញគាត់និយាយចោះចាំងនេះទេបាទរកថាតែរថយន្តរបស់គាត់ហ្នឹងគឺបាទអសរិទ្ធិជំនឿបាទរៀងថ្លៃដែរបាទក្នុងការដំណោះស្រាយបាទអាចនឹងពិបាកនឹងធ្វើការចរចាជាមួយនឹងខាងបងអ្នកបើកកង់បីឥណ្ឌាបាទគាត់ពិបាកនឹងធ្វើការអនុញ្ញាតនឹងដំណោះស្រាយជាមួយនឹងភាគីខាងកង់បីឥណ្ឌាបាទដោយគាត់ពិបាកហ្នឹងដោយសារតែអីប្រិមត្តទស្សនិកជនបានដឹងហើយថារថយន្តអត់ស៊ីជំនឿបាទត្រូវកង់3ឥណ្ឌាបានប៉ះពីក្រោយបាទផ្នែកពីក្រោយអញ្ចឹងកង់3បាទគឺបានខុសទាំងស្រុងហើយបាទនៅការដំណោះស្រាយមានតែកង់3ឥណ្ឌាគឺគាត់មានតែការសងទៅលើរថយន្តតែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងពិបាកនឹងធ្វើការនិយាយចរចាបាទនៅការសំណងបាទទៀមទាបាទពិបាកនឹងគារសារតែខាងបងប្រុសដែលគាត់អ្នករត់កង់3ឥណ្ឌាគឺគាត់មិនមានបាទថាពិការឲ្យប្រមាណទេបាទអញ្ចឹងពិបាកនឹងធ្វើការទៀមទាបាទនៅការសំណងមកយ៉ាងណាយ៉ាងណាគឺពិបាកខ្លាំងមែនទែនបាទហើយបងស្រីដែលពាក់អសរដែលខ្ញុំបានបង្ហាញពីដំបូងហ្នឹងបាទតែជាម្ចាស់រថយន្តម៉ាក MG ហ្នឹងបាទតែគាត់ធ្វើដំណើរចំនួន2នាក់បាទមិត្តភ័ក្ដិរបស់គាត់ឬមកក៏យ៉ាងមិនក៏យើងអត់ដឹងណាបាទមើលតែតំណងដូចជាមិត្តភ័ក្ដិបាទមិត្តភ័ក្ដិរបស់គាត់បាទបើកបោដោយស្ត្រី2នាក់បាទដោយរថយន្តម៉ាក MGពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2BW60-02 ហ្នឹងបាទមកដល់ចំណុចទីតាំងទល់មុខនឹងក្លឹប DOS ក៏បានត្រូវកង់3ឥណ្ឌាបាទតាពាក់បាទកង់3ឥណ្ឌាពណ៌សដែរបាទមកដល់ចំណុចហ្នឹងក៏ត្រូវកង់3ឥណ្ឌាពណ៌សហ្នឹងគឺបានបុកចំផ្នែកពីក្រោយបណ្ដាលឲ្យមានការខូចខាតទៅលើរថយន្តហ្នឹងយ៉ាងពេញលំហឹងបាទនៅករណីនេះអាចនឹងរងចាំខាងជំនាញសមត្ថកិច្ចសារាចរផ្លូវគោកមកទីតាំងកន្លែងកាត់ហេតុដើម្បីធ្វើការវង្វែងមកនឹងអាចយកទៅរក្សាទុកនៅខាងជំនាញសារាចរក្រុងផ្លូវគោកផងដែរបាទហើយយើងអត់ដឹងថាម្ចាស់កង់3ឥណ្ឌាហ្នឹងបាទតែគាត់បានបើកហ្នឹងបាទលបឿនប៉ុណ្ណាហើយគាត់បានចេញមកពីណាបាទមានការហូបចុកនៅអត់បាទយើងអត់ដឹងនឹងទេបាទនៅការដំណោះស្រាយហ្នឹងក៏ពិបាកនឹងនិយាយគ្នាដែរបាទដោយសារតែខាងបងស្រីហ្នឹងគឺគាត់អត់និយាយទេបាទដល់រថយន្តរបស់គាត់ហ្នឹងពិបាកនឹងធ្វើការនិយាយចរចាគ្នាជាមួយនឹងខាងបងប្រុសកង់3ឥណ្ឌាខ្ញុំមែនទេបាទដល់រថយន្តហ្នឹងគឺគាត់បើកឬមួយក៏ឈប់ចតនៅកែងហ្នឹងឬមួយក៏យ៉ាងណាក៏យើងអត់ដឹងដែរព្រមទស្សនិកជនបាទដែលយើងទទួលព័ត៌មានបឋមមកពីខាងបងប្អូនហ្នឹងគឺគាត់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាដល់រថយន្តនេះគឺគាត់បាទធ្វើការចតនៅកែងផ្លូវបាទបណ្ដោយផ្លូវឬស្របផ្លូវរបស់គាត់ហ្នឹងបាទគឺគាត់ធ្វើការចតនៅខាងចំហៀងនឹងគៀនបាទហើយកង់3ឥណ្ឌាហ្នឹងគឺបានបើកមកបាទមកដល់ចំណុចនេះក៏បានរេចង្កូតចូលមកបុកចំផ្នែកពីក្រោយនៃរថយន្តឬមួយក៏យ៉ាងណាដែរមកយើងអត់ដឹងច្បាស់បាទហើយបន្តានេះគឺជាព័ត៌មានបឋមដែលរថយន្តហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើការចតនៅចំហៀងខាងស្ដាំដៃបាទនៅផ្លូវបណ្ដោយរបស់គាត់ហ្នឹងបាទហើយនៅនឹងទៀនបាទចំណែកកង់3ឥណ្ឌាហ្នឹងគឺគាត់បានបើកមកបាទរេបាទក៏បានមិនដល់ចំណុចនេះក៏បានរេចង្កូតទៅបុកចំផ្នែកពីក្រោយនៃរថយន្តបាទ MG គឺជំនើបហ្នឹងបាទយ៉ាងពេញចំហឹងបាទបណ្ដាឲ្យមានការខូចខាតទៅលើរថយន្តហ្នឹងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរតែម្ដងបាទហើយចំណែកកង់3ឥណ្ឌាហ្នឹងគឺបាទឡើងរួញបាទទៅក្រោយប្រិមត្តសនិជនមកឡើងរួញបាទកង់3ឥណ្ឌាឡើងរួញចំណែករថយន្តគឺខូចខាតក៏យ៉ាងដំណំដែរបាទបាទហើយនៅករណីនេះមានតែធ្វើការរងចាំទៅលើជំនាញសមរេចចរាចរផ្លូវគោកបាទដើម្បីមកធ្វើការបង្វែងនឹងយកទៅរក្សាទុកនៅខាងជំនាញសារាចរក្រុងនៅភ្លើកគុកផងដែរបាទ
là mình tập phân mà là xa tại là ca nằm nó sai của bạn nâng là dây cho cha thì chúng mình ở khang con bong pro thế này bò con bèn đi đây bà là xa đây bị bạn nâng ở tiên sản đón từ lưu rột dân khám bệnh thân à. Và Primat tôi sẽ cho này là ưu dương gọi đó về liên này trời bật vào bên trọng này ca lai hay Primat mà nó có một con nó phải mất bạn đã dụng về liên là mình làm lái mà tham gia tục nào được gặp sai ở bó hóa ngập hiệp xa phô là mình sẽ dùng lại bạn và cổng càng nghe ngoài tay khoa khá rưu mô có lưu lưu phí phê xin đây trong bà càng này mua đàm ảnh xong rốm xong mọi bóng phô ôn khăn tay phê tốt bạn đào được nhóm hôm nay hãy nhóm bát sốc lý và rung tham gia giá cả đây và cổng càng nghe sẽ dùng lại bạn có xong lõng cái xong cổ đục liền.